Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, giá mít ngày 18 tháng 5 năm 2023 cập nhật lúc 10 giờ sáng thì giá có sự biến động nhẹ. Hiện nay quy cách lấy mít kem như sau: cơm phải đỏ, muối to, trái da xanh, tròn đều. Giá mít càng thấp thì cách lấy mít lại càng khó khăn ha bà con ha, yêu cầu ngày càng cao hơn. Tại khu vực Tiền Giang hiện kem lớn là 9.000, kem nhỏ là 6.000, hàng chợ hàng giạt từ 3 đến 4.000. Tại Đồng Tháp, An Giang, Long An, kem lớn là 8.000, kem nhỏ là 5.000, hàng chợ hàng giạt là 3.000. Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Kiên Giang, kem lớn là 7.000, kem nhỏ là 5.000, hàng chợ hàng giạt còn 2.000. Vĩnh Long, Trà Vinh, kem lớn 8.000, kem nhỏ 6.000, hàng chợ hàng giạt là 3.000. Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Thuận, giá mít mua xô hiện tại dao động trong khoảng 2-3.000 đồng. Tây Ninh, Bình Phước, Tây Nguyên, giá mua xô cũng vậy nha bà con, từ 2-3.000.